Gương mặt tôi sẽ thay đổi thế nào sau khi chỉnh nha là vấn đề rất nhiều bạn quan tâm. Ở trong đa số trường hợp thì khi bạn chỉnh nha, bạn kéo lùi răng thì gương mặt bạn sẽ hoàn toàn biến đổi. Ví dụ như là khi bạn có quá nhiều răng khớp khểnh trên nhau làm tổ trưởng, bạn làm đều răng thì nụ cười bạn sẽ trở nên cân đối, hài hòa và dạng người hơn rất nhiều. Hoặc trong những trường hợp khi mà trục răng quá ngả ra phía trước, nó là yếu tố làm cho môi nhô và làm cho gương mặt bạn bị hô, chìa, hoặc là làm cho môi bạn dày, không khép kín được miệng. Thì khi bạn chỉnh nha, răng về được đúng trục thì gương mặt góc nghiêng của bạn sẽ được cải thiện hài hòa và độ dày của môi sẽ được cải thiện, bạn sẽ có một cái cằm V-line. Hoặc có những trường hợp thì bạn bị khớp cắn ngược, làm cho hàm trên thì đưa ra phía sau và hàm dưới thì tiến ra phía trước. Như thế khi chỉnh nha, chúng tôi sẽ kéo lùi hàm dưới vào để đảm bảo cho một gương mặt nghiêng đẹp và hài hòa hơn. Hoặc có những trường hợp khi mà bạn bị lệch khớp cắn thì bạn ăn nhai không đều sẽ tạo ra cơ mặt một bên to và một bên nhỏ. Trong những trường hợp đấy, chỉnh nha sẽ giúp lại cân bằng lại khớp cắn, và khi bạn nhai đều thì cơ mặt sẽ tự nhiên cân, gương mặt sẽ trở nên cân bằng và hài hòa hơn. Như vậy, chỉnh nha cũng là một trong những cách giúp bạn thay đổi được gương mặt, giúp gương mặt trở nên V-line và hài hòa hơn, một nụ cười rạng ngời. Viện Công nghệ Nga Khoa Thẩm mỹ Athena hướng tới thương hiệu quốc gia